chấn động, giới tiên tri tiết lộ bí mật sự thật bất ngờ về tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, đúng tháng Tết năm 2024 âm lịch. Được thần tài đích danh gọi tên Ban Lộc, trúng số phát tài chỉ sau một đêm, đổi đời làm đại gia. Hoan hỉ chào đón quý khán giả, chào mừng quý khán giả đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả an nhàn thảnh thơi, lộc tài phú quý sánh đôi, thuận buồm xuôi gió để rồi bội thu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, cuộc sống luôn không dễ dàng, vô vàng thử thách trong gai, buôn trùng khó khăn mỏi mệt, sẽ có lắm lúc tiền ta không có mà tình ta cũng không một người ở bên, sẽ có lắm lúc ta hoài nghi về nhân sinh, chán nản nhìn phía trước, sẽ có lắm lúc ta như ở đáy sâu của dòng đời trôi nổi, ngày mai thả hồn đi lạc lối, gặp khó rồi chán nản, là tâm lý thường thấy của con người. Bước sang tháng mới, ai ai cũng cầu mong vận trình của mình sẽ thêm phần khởi sắc, công việc thuận lợi, sự nghiệp dễ bề thăng tiến, cuộc sống ấm no, tình duyên gia đạo hạnh phúc, không ốm đau, bệnh tật gì, tuy không được giàu có về tiền bạc, vật chất như bao người thì cũng dư giả đủ đầy. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chia sẻ đến quý cô bác tuổi Bính Ngọ 1966 biết đến một bí mật cực lớn về sự thay đổi trong vận trình của mình. Trong tháng Tết năm 2024 âm lịch tới đây, nếu cô bác theo dõi hết vận trình và có hướng đi đúng đắn thì chắc chắn sẽ có của ăn, của để, sống giàu sang, hạnh phúc. Dù trước đây có vất vả, khó khăn, nợ nần bao nhiêu thì bước vào tháng Tết âm lịch này cũng sẽ là lúc cho cô bác rủ bỏ được sạch những điều khó khăn, vận hạn đó và không để cho quý khán giả đợi lâu thêm nữa. Ngay sau đây, hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi hết nội dung chi tiết nhé! Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Người tuổi Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời, nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Người tuổi Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt, sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước. Để phát triển sự nghiệp, các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy, mặc dù có vẻ thức thời. Giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy. Có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Điểm yếu cơ bản của Bính Ngọ là họ không hiểu rõ điểm yếu của mình và cũng không thể thay đổi chúng trong thời gian ngắn. Bính Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp, tuy nhiên họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng, nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say sưa với chúng. Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc, giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ, họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc, đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra. Lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc, nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Bính Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Sau đây sẽ là đánh giá tổng quan vận trình tử vi tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch.
Xem tử vi tháng Tết năm 2024 âm lịch của 12 con giáp thấy rằng tháng khởi đầu năm mới có thể coi là khoảng thời gian khá tốt lành đối với Bính Ngọ. Với tinh thần lạc quan, hăng hái, bạn sẵn sàng bắt tay vào những công việc mà mình đã lên kế hoạch từ trước. Tuy nhiên, để có thể gặt hái được thành công như ý muốn, thì bạn cần phải biết nhìn thẳng vào thực tế, đồng thời kiên trì quyết tâm thực hiện mọi việc đến cùng. Tam hợp cho thấy, phương diện sự nghiệp của mệnh chủ tiến triển tương đối thuận lợi, dù bạn là người làm công ăn lương hay đang phải đối diện với những cuộc thi cử thì đều sẽ đạt được kết quả tốt, quan trọng là bạn chịu bỏ công bỏ sức ra làm việc. Hơn nữa, thời điểm này các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều sự trợ giúp đáng kể. Điều mà con giáp này cần phải chú ý chính là hãy thay đổi bản tính, cả thèm chóng chán của mình, tránh hăng hái lúc đầu rồi lại bỏ dở giữa chừng. Trên phương diện tài lộc, người làm đầu tư kinh doanh có thể tranh thủ thời điểm thuận lợi để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn của mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, bạn cũng đừng ngại tìm hiểu thêm những lĩnh vực mà mình còn chưa hiểu rõ, có thể bạn sẽ tìm được hướng đi mới phù hợp với khả năng của bản thân. Song dù có đồng tiền dư giả, bạn cũng cần chi tiêu tiết kiệm hơn, tránh đốt tiền vào những thú vui không lành mạnh. Chuyện tình cảm tiến triển tích cực, nhờ có ngũ hành tương sinh giúp sức, người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng, bạn cũng đã cởi mở hơn, nên mối quan hệ giữa hai người có thể trở nên thân thiết nhanh chóng, quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thường xuyên trao đổi để đi tới những quyết định thống nhất. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ 1966 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Mệnh chủ sẽ có khởi đầu năm mới với những dấu hiệu tích cực trên phương diện sự nghiệp nhờ có sự trợ giúp của cục diện tam hợp. Bạn có thể tự nhận ra rằng mình bắt tay vào công việc gì cũng đạt được sự thuận lợi đáng ngạc nhiên. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa cũng sẽ đạt được thành tựu. Tất nhiên, để có thể chạm tay vào điều mà mình mong muốn thì bạn cũng vẫn sẽ phải cố gắng hết sức. Bởi chẳng có thành công nào từ trên trời rơi xuống, con giáp này cần nhắc nhở bản thân cần cù, chịu khó, quyết tâm khi đối diện với những sự cố bất ngờ. Chớ nên cả thèm chống chán, từ bỏ khi mới gặp phải khó khăn, làm được những điều ấy thì việc gặt hái thành quả sẽ nằm ngay trong tầm tay của bạn. Các mối quan hệ tốt đẹp cũng sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho vận trình của bạn. Xung quanh bạn luôn có những người đồng nghiệp tốt, những vị lãnh đạo sáng suốt, sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhìn thấy năng lực của bạn nên sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ vừa mang tính thử thách, vừa giúp củng cố vị trí của bạn. Do có nguyệt lệnh lâm thai chiếu mệnh, nên mệnh chủ cũng cởi mở hơn trong lối suy nghĩ. Bạn thường ham nghiên cứu, tìm tòi những điều mới mẻ, nhờ đó mà tìm ra con đường mới để phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận thông tin, bạn cần phải tiếp thu có chọn lọc, đừng nên nhẹ dạ cả tin, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến bản thân muốn dứt mà không dứt ra được. Một số người cần phải nhắc nhở mình, nên tập trung vào nhiệm vụ, không để dư âm Tết ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trí. Khi đã trở lại với guồng quay công việc, bạn không nên có những tư tưởng ăn chơi, hưởng thụ, được đến đâu hay đến đấy, khiến công việc trì trệ, không phát triển. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Bính Ngọ 1966 trong tháng Tết năm 2024 âm lịch. Bính Ngọ 1966 trong tháng Tết âm lịch nhận thấy vận trình tài lộc có những bước tiến đáng kể. Trong thời điểm này, bạn gặt hái được những thành công đáng mong chờ. Nhờ đó mà đồng tiền chảy về túi cũng nhiều hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dưới ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, bạn có thể xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nhờ thế mà việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi. Nếu muốn mở rộng quy mô kinh doanh thì bạn cũng có thể tiến hành ngay trong lúc này. Tuy nhiên, người còn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm đầu tư kinh doanh thì không nên đưa ra những quyết định chủ quan, nóng vội chỉ vì muốn bằng được người này, người khác. Bạn nên dành thời gian để học hỏi thêm những kiến thức mới, đồng thời tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm để tránh những khó khăn, thiệt hại kinh tế có thể xảy ra. Nguyệt lệnh lâm thai cho thấy bạn nên nhìn thẳng vào thực tế, chứ không nên mơ mộng quá mức. Chỉ khi có cái nhìn khách quan, đúng đắn thì bạn mới đưa ra được những kế hoạch chính xác, phù hợp với bản thân mình, giúp việc kiếm tiền trở nên thuận lợi hơn. Trên phương diện chi tiêu, bạn nên nhắc nhở mình sống tiết kiệm hơn, đừng bỏ quá nhiều tiền cho các hoạt động vui chơi, hưởng thụ, kẻo túi tiền dù có rủng rỉnh đến mấy, rồi cũng sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Bính Ngọ 1966, trong tháng Tết âm lịch, chuyện tình cảm của Bính Ngọ phát triển rực rỡ trong thời điểm này. Dù là người độc thân hay người đã lập gia đình, bạn đều có thể được hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang lại. Tam hợp thúc đẩy vận trình tình duyên cho người độc thân.
Các mối quan hệ xã giao hài hòa, rộng rãi có thể giúp bạn gặp được người phù hợp với mình khi có thiện cảm với ai. Bạn hãy chủ động theo đuổi và tìm hiểu, chỉ cần chân thành thì bạn ắt sẽ khiến cho người ấy rung động. Một số người còn được người thân quen, bè bạn giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn hãy cho đối phương cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý, không nên giữ quan hệ với quá nhiều người một lúc, bởi tính cách ham vui, chơi bời quá mức của bạn sẽ khiến bạn và mọi người xung quanh phải chịu tổn thương đấy. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn, hai người luôn bàn bạc kỹ mọi chuyện với nhau trước khi bắt tay vào làm, nên giảm thiểu được những tranh cãi bất đồng không đáng có. Bạn rất trân trọng niềm hạnh phúc mà mình đang có được. Xét về phương diện sức khỏe. Bính Ngọ 1966, trong tháng Tết năm 2024 âm lịch, đáng tiếc là tình hình sức khỏe của Bính Ngọ lại có dấu hiệu đi xuống do chịu tác động xấu của Bạch Hổ. Hung tin này mang điềm báo tai họa, họa huyết quang, gây bất lợi cho sức khỏe. Vì thế mà bạn cần phải cẩn thận khi lao động chân tay, khi sử dụng các vật sắc nhọn, cũng như khi tham gia giao thông để tránh những tổn thương không đáng có. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn cũng nhớ duy trì lối sống điều độ, chớ sa đà vào việc ăn chơi, hưởng thụ, khiến cơ thể mụ mị, thiếu tỉnh táo. Thay vì tốn quá nhiều thời gian để chơi bời, bạn có thể rèn luyện thể thao hoặc đọc thêm sách vở, khiến cơ thể và tinh thần đều khỏe mạnh, trong lành hơn. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng Tết năm 2024 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Tử vi tuần 1, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Vận trình Bính Ngọ trong tuần đầu tiên của năm mới, các khí vượng nên chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Từ giữa tuần, tài khí cực vượng, mệnh chủ thoải mái thu tiền về tay mà chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Có bách việt chợ đào hoa xuất hiện, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt sự tăng nhiệt trong mối quan hệ tình cảm của mình. Bạn và người ấy mong muốn sẽ sớm về chung một nhà, có thể sắp tới sẽ về ra mắt hai bên gia đình nữa. Người độc thân thì cần xông xáo, chủ động hơn để nắm bắt cơ hội tình duyên của mình. Đối phương đã bật đèn xanh thì cứ thế mà tiến tới thôi. Thời buổi nam nữ bình đẳng, đừng mãi chờ đợi nữa. Công việc khá trôi chảy vào thời điểm đầu tuần, mệnh chủ được ấn quan tiếp sức nên tự tin giải quyết mọi vấn đề nảy sinh. Song từ giữa tuần trở đi, bạn dễ bị kẻ xấu cản trở, không thể thoải mái làm theo ý mình. Tử vi tuần 2, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, Bính Ngọ được tả phù cát tinh trợ mệnh nên con đường công danh, sự nghiệp khởi sắc không ngừng. Con giáp này có thể sẽ có cơ hội thăng quan, tiến chức ngay trong tuần này. Tuy nhiên, thiên quang cảnh báo bạn cần phải giữ mồm giữ miệng, đừng tùy ý nghĩ gì nói nấy, mà rước họa vào thân, thị phi có thể sinh ra bất cứ lúc nào. Nếu như mệnh chủ không ý thức giữ hình ảnh của mình, thì càng thành công lại càng bị nhòm ngó. Tình duyên kém sắc, bạn và người ấy mãi mà chưa đi đến thống nhất về tương lai. Mối quan hệ cứ khi người này muốn tiến thì người kia lại muốn lùi, có lẽ tình yêu giữa hai người chưa đủ lớn để chống lại cả thế giới này. Tài lộc trong tuần không phải là không có, nhưng phải chờ tới cuối tuần mới thực sự nhìn rõ. Trong tuần kiếm tiền khá khó khăn, song cuối tuần thì mọi trở ngại sẽ biến mất, thiên tài mang theo nhiều cơ may tài lộc cho con giáp này. Tử vi tuần 3, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Bính Ngọ trong tuần này được nguyệt mã các tinh chủ về công danh sự nghiệp chỉ đường dẫn lối, nhờ thế mà biết cách tận dụng cơ hội sẵn có, cùng với thế mạnh của mình để khẳng định vị thế của bản thân. Tuy nhiên, giữa tuần có thương quan, mệnh chủ nên chú ý, đừng tỏ ra mình lúc nào cũng biết hết mọi thứ, mà cần tham khảo thêm ý kiến của mọi người để có được kết quả làm việc tốt nhất và hiệu quả cao nhất có thể. Đường tình duyên trắc trở, mệnh chủ muốn tìm người mình yêu nhưng chẳng thấy khả quan, có lúc bạn muốn mặc kệ sự đời. Đầu tuần có thực thần độ mệnh nên chuyện kiếm tiền khá dễ dàng và thuận lợi. Các hoạt động cầu tài cũng nên thực hiện vào thời điểm này sẽ tốt hơn. Cuối tuần tài khí suy giảm, dù có kiếm được tiền thì cũng chẳng đáng là bao. Tử vi tuần 4, tháng Tết năm 2024 âm lịch. Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo rằng Thái Dương hứa hẹn vận trình của Bính Ngọ tương đối khả quan, đặc biệt là về sự nghiệp, có quý nhân giúp sức, cộng với bản lĩnh của chính mình, nên bạn thuận lợi giành được cơ hội tốt, đó có thể là dự án, kế hoạch, hợp đồng hoặc một vị trí mà bạn ao ước từ lâu. Quý nhân tỏa sáng, con đường tài lộc cũng thăng tiến rất nhanh, với lợi thế chiếm giữ, bạn hoàn toàn có thể đa dạng nguồn thu chứ không bó hẹp trong một công việc chính. Quan trọng nhất là quản lý tài chính, chi tiêu hợp lý, đề phòng kiếp tài gây loạn, có thể làm hao tổn thiệt hại số tiền mà bạn đang tích lũy.
Chuyện tình cảm, các cặp đôi mới yêu tình cảm ổn định, có thể lên kế hoạch ra mắt gia đình hai bên, mọi sự đều được tiến hành theo đúng mong muốn của hai bạn, là nhờ các tin thiên hỷ chở che. Những người độc thân thì không có cơ may gặp được lương duyên, tạm thời tự phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống, tương lai sẽ có người xứng đôi vừa lứa. Điểm không ổn nhất của bạn đó là sức khỏe, do ảnh hưởng từ môi trường và tác động của ngoại lực mà bạn gặp bệnh tật, đau ốm, họa huyết quang, tai nạn xui rủi. Tuần này hãy tránh xuất hành đi xa, tránh tham gia các hoạt động có độ rủi ro cao và luôn nâng cao tinh thần cẩn trọng, chú ý bảo vệ thân thể. Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau tốt cho mọi việc, vậy bạn hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu xem trong tháng đầu tiên của năm ngày nào đẹp nhé. Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác việc chi cũng tốt, tốt nhất là chôn cất, cưới gã, chỗ cửa, dựng cửa, đào kinh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 này sẽ mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để gia chủ thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm, đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 là khởi công tạo tác cho nên việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sáng sớm đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác, nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày này rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ thuận lợi, mà ít gặp phải khó khăn hay trở ngại. Hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ giúp đỡ, cho nên mọi chuyện cũng trôi chảy nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Quý vị thân mến, theo thiên lý thiện ác hữu báo, người hành ác vô độ sẽ có ngày gặp quả báo, chuốc lấy những khổ đau mà mình đã gây ra cho người khác. Người xưa GIA dạy, hãy tích nhiều đức hơn, để đời sau được tốt hơn, bởi khi mất đức có khi đi ăn xin cũng không ai bố thí, phúc phận bị tiêu hao, thậm chí phải chịu cực hình nơi địa ngục, chuyển sinh làm người vẫn chưa hết nhân quả báo ứng. Thế gian hỗn độn, con người trong vô minh có khi tạo nghiệp không hay biết, có những việc nhỏ tưởng chừng như vô hại, nhưng đôi khi sẽ để lại hậu quả không ngờ đến, thiện ác tất có báo ứng, nhưng có thật sự là nhân quả báo ứng có thật trên đời này. Ngày nay, có câu nói chúng ta thường nghe thấy, người tốt không sống lâu, người xấu sống ngàn năm. Câu nói dường như đang biểu thị sự bất lực với cuộc đời và sự nghi ngờ về thiên lý thiện ác hữu báo của cổ nhân, thấy những người xấu làm điều ác. Nhưng vì quyền thế mà họ có thể thoát khỏi sự nghiêm trị của pháp luật, những người có tinh thần trọng nghĩa lại bất lực và chỉ có thể thốt ra câu nói thiện ác hữu báo trên để an ủi bản thân. Vì đã có nhiều câu chuyện thực tế khiến người ta lực bất tòng tâm khi chứng kiến hành vi ác nhân của người khác nhưng báo ứng không tới. Nên cho dù tin vào thiên lý nhân quả báo ứng
thì lâu ngày khó tránh khỏi trong tâm có chút nghi ngờ. Luật nhân quả chính là một quy luật tự nhiên của vũ trụ, được hoạt động để giữ gìn trật tự. Nếu như không có luật nhân quả thì trật tự của con người sẽ bị đảo lộn, khiến cho muôn vật trên các hành tinh bị tiêu diệt. Luật nhân quả vốn không phải do con người hay một đấng tạo hóa nào tạo nên, mà nó được sinh ra và vận hành theo cơ chế của vạn vật tự nhiên được tạo thành. Thiện ác không phải là không báo, chỉ là chưa đến lúc nhân quả báo ứng là có thật. Tất cả những gì mà chúng ta có được, chúng ta trải qua là kết quả từ quá trình, từ hành động mà chúng ta tích lũy ở kiếp trước, hay còn gọi là nghiệp báo. Bởi vì nghiệp khi đã được gieo, thì dù trăm năm hay ngàn kiếp cũng không thể mất đi được. Luật nhân quả chính là quy luật tự nhiên của trời đất, vô cùng công bằng, không hề thiên vị với bất kỳ ai. Có câu, thắng thua vô định, quả báo phân minh, thắng thua trên đời là điều khó đoán, và không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ luôn bất khả chiến bại, nhưng quả báo nhất định sẽ xuất hiện và công bằng với mỗi hành vi tốt xấu của con người. Chẳng qua là có người thì quả báo đến sớm hơn, còn có người thì quả báo đến sau mà thôi, không phải không có quả báo, chẳng qua thời cơ chưa tới mà thôi. Hiện báo, hay nói chính xác là hiện thế báo, là có báo ứng ở hiện tại. Sinh báo, chính là chỉ việc kiếp này làm thì kiếp sau mới có báo. Còn cái gọi là hậu báo, là nó kiếp này làm đủ loại nghiệp không bị hiện thế báo, cũng không bị sinh báo, mà họ phải qua nhiều kiếp nữa mới bị báo. Sống trên đời thiện ác hữu báo, khác nhau là sớm hay muộn. Quả báo tới sớm thì có khi chưa đầy một năm đã nếm trải, nhưng quả báo tới muộn thì có khi tới tuổi xế chiều mới phải nhận lấy. Vậy tại sao nghiệp chướng của những kẻ xấu, kẻ ác không linh ứng ngay? Có phải là để hoãn nó cho đến sau này? Có thể là do họ làm ác chưa đủ, có thể là do ông trời muốn họ phải chịu quả báo lớn hơn nữa. Nhưng một điều chắc chắn là quả báo đến muộn không chỉ ảnh hưởng tới đời mình, mà còn ứng nghiệm lên cả đời con cháu về sau. Có người nói rằng quả báo của một người thường sẽ dần dần xuất hiện trong 10 năm cuộc đời. Ở độ tuổi từ 50 đến 60, ở tuổi 50, trạng thái của con người sẽ rất khác nhau. Một số người sẽ cảm thấy bồn chồn, một số người sẽ cảm thấy cảm xúc lạc lõng, số khác lại cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Những người bồn chồn hoặc là đã từng làm điều xấu và cảm thấy sợ hãi khi về già. Còn một người luôn mang vẻ tươi tỉnh hoặc đã giữ được cái tâm trong sáng gần như cả đời và chưa làm điều gì xấu thì khi về già sẽ tự nhiên an yên tĩnh tại. Đối với người bình thường, thứ họ mong muốn trong cuộc đời này không phải là cái gọi là tiền tài danh vọng, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Tới lúc nhắm mắt xuôi tay, những thứ như tiền tài danh vọng đó vốn không thể mang đi theo, giàu có đến đâu cũng chẳng là gì. Có những người mong muốn làm giàu đến mức mù quáng, sẵn sàng làm ăn bất chính, mỗi năm cứ dịp đầu năm mới đều lên chùa thắp nén nhang cầu khấn, mong thần Phật phù hộ cho mình. Nói một cách thực tế hơn, việc cầu trời khấn Phật này chính là tự dối mình, vì vốn dĩ nếu ông ta làm ăn chân chính, có lương tâm, không bóc lột nhân viên, càng không lừa dối khách hàng, thì đâu cần phải cầu trời khấn Phật, quả báo chắc chắn cuối cùng sẽ đến trong tuổi già của con người. Cần phải ghi nhớ điều này để tự răn dạy bản thân, biết kính sợ, làm người lương thiện và trong sạch, năng hành thiện tích đức, như vậy mới có thể an phận cả đời. Chương trình đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.